Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt bị lừa sang Myanmar kêu cứu vì bị kẹt ở vùng chiến sự và hết lương thực. AFA tiếng Việt ngày 1 tháng 12 cho hay 166 người Việt kẹt giữa vùng chiến sự Myanmar kêu cứu vì hết lương thực. AFA dẫn tiếng kêu đồng thanh của nhóm người Việt đang bị kẹt ở vùng chiến sự tại biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc trong video mà thân nhân của một trong số họ gửi cho AFA. Chúng tôi là người Việt Nam, ở đây gần 40 ngày rồi, không có cơm ăn, không điện, không nước. Giờ chúng tôi lạnh quá, hết tiền ăn, lương thực, giờ đã cạn kiệt. Xin Đại sứ quán Việt Nam cứu chúng tôi về Việt Nam càng sớm càng tốt. Cứu, cứu, cứu. AFA cho biết đây là 166 người bị lừa sang làm việc cho những công ty cờ bạc trực tuyến ở phía Bắc Myanmar, được quân đội của chính quyền quân sự giải cứu vào ngày 20 tháng 10 vừa qua. Và sau đó được bố trí sống tạm trong một trường học bị bỏ hoang. AFA dẫn lời một người phụ nữ ở Kiên Giang có con gái bị kẹt cùng nhóm người nói trên cho hay con bà cùng nhiều người khác được quân đội Myanmar giải cứu trong một cuộc kiểm tra hành chính ở một công ty có tên Việt là Tập đoàn Liên Thắng, bài trên AFA. Người phụ nữ cho biết 166 người sống trong những phòng học chỉ được cấp điện từ 1 đến 2 tiếng trong buổi sáng, không có nước sinh hoạt. Quân đội phát đồ ăn ngày 2 bữa, tiêu chuẩn một bữa chỉ là một bát cơm và canh rau cho mỗi người. Thời tiết bên đó bây giờ đã lạnh rồi, mà nhiều người không có áo ấm để mặc. Bà thuật lại lời của người con. Bà cho biết con bà sang Myanmar vào giữa tháng 8. Theo lời dụ dỗ, có công việc nhẹ nhàng với mức lương 21 triệu đồng một tháng. Bà chia sẻ, ký hợp đồng xong là công ty bắt con tôi sử dụng mạng xã hội Facebook để kêu gọi đầu tư, lừa đảo người Việt Nam. Nếu không đạt chỉ tiêu doanh thu mỗi ngày 200 đến 300 triệu thì công ty sai người đánh đập con em của mình hoặc là bỏ đói trong phòng, có khi là chích điện. Điều hành công ty là những người nói tiếng Trung Quốc và Myanmar, có thông dịch viên người Việt để truyền đạt mệnh lệnh cho nhân viên. Theo AFA, một số nạn nhân gọi điện về nhà cầu cứu sau khi bị lừa sang Myanmar. Thân nhân của họ đã đến Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Kiên Giang vào ngày 16 tháng 10 và 4 ngày sau lại lặn lội ra Hà Nội để gửi đơn cho Cục Lãnh sự và Bộ Ngoại giao, nhưng cho đến nay chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan này. Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đề nghị công dân Việt Nam mắc kẹt ở Myanmar gửi hình chụp giấy tờ tùy thân cho Đại sứ quán. AFA dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Malaysia vào ngày 1 tháng 12 cho hay có 121 người chủ yếu là công dân Malaysia bị nghi là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến đã được sơ tán khỏi Myanmar sau khi họ bị mắc kẹt do giao tranh giữa quân đội và các nhóm nổi dậy ở phía bắc đất nước này. Hơn 700 công dân Trung Quốc cư trú bất hợp pháp cũng được hồi hương từ Myanmar hôm 28 tháng 11. Nâng tổng số công dân Trung Quốc được đưa về nước từ cuối tháng 10 đến nay là gần 10.000 người. 16 công dân Lào trong tình trạng tương tự đã được hồi hương hôm 13 tháng 11. AFA dẫn lời một người đàn ông ở Kiên Giang cũng có con gái đang bị mắc kẹt trong nhóm 166 người, cho biết những người này bị tạm giam để phía Myanmar điều tra, nhưng không rõ là điều tra gì mà mấy tháng rồi họ không được đưa trở về Việt Nam. AFA dẫn lời một cán bộ trực Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khẳng định rằng đối với những trường hợp người dân bị đưa về tạm giữ tại doanh trại quân đội thì bên Đại sứ quán đang có báo là đề nghị bên mình giữ bình tĩnh bởi vì công việc giải cứu và hỗ trợ những người mắc kẹt ở Myanmar hiện đang rất phức tạp và mất thời gian vì bên đó đang có nội chiến. AFA dẫn trang Facebook của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar ngày 26 tháng 11 đăng thông báo đề nghị các công dân Việt Nam đang ở thị trấn Lao Cai và cửa khẩu Myanmar giáp Trung Quốc nhanh chóng gửi hình chụp trang nhân thân hộ chiếu, gửi email cho cơ quan này trước ngày 27 tháng 11 để kịp làm thủ tục với các bên nước ngoài liên quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Người Việt bị lừa sang Myanmar kêu cứu vì bị kẹt ở vùng chiến sự và hết lương thực. Phải chăng đang có một cuộc đánh tư sản mới? Ngày 1 tháng 12, blog Tùng Phong trên VOA tiếng Việt có bài bình luận về nền kinh tế chính trị Việt Nam.
tác giả đề cập đến việc chấm dứt hoạt động của Bamboo Airways cũng như dấu chấm hết của FLC, một thế lực từng hô mưa gọi gió trên thương trường Việt Nam. Tác giả nhắc lại một thời oai phong của Trịnh Văn Quyết FLC khi sử dụng hiệu quả những bản hợp đồng được ký kết với sự chứng kiến của các nguyên thủ quốc gia. Ngoài tác dụng đánh bóng cho thương hiệu tập đoàn đem về những đợt tăng giá cổ phiếu, thực ra còn là lối thoát hẹp cho doanh nghiệp khi có thể lấy mở nó, ráng nó và chấp nhận được ăn cả, ngã về không. Và khi ngài Tổng Bí Thư nhận ra mình bị dắt, Quyết trở thành thanh củi đầu tiên trong lần đốt lò mở rộng nhắm vào hàng ngũ doanh nhân. Hình ảnh bài bình luận trên blog Tùng Phong, VOA. Tác giả nhận xét, những đại gia như Trịnh Văn Quyết, Trần Quý Thanh, Đỗ Anh Dũng, Diệp Dũng, Đinh Trường Chinh, Trương Mỹ Lan trở thành thực đơn của Tô Lâm. Có thể còn bởi nguyên nhân ý thức hệ và việc lo ngại đối thủ doanh nhân giàu có quá nhanh. Có thể còn bởi nguyên nhân ý thức hệ và việc lo ngại đội ngũ doanh nhân giàu có quá nhanh bằng các chiêu trò lừa dối, lũng đoạn thị trường tài chính có thể gây rối loạn chính trị, xã hội lẫn kinh tế. Tác giả cho rằng, trong một nền kinh tế có đuôi như Việt Nam, việc một cô gái bán sạp ở chợ An Đông trở thành bà trùm của tập đoàn hùng mạnh nhất Việt Nam nhất thiết phải nhờ đến thế lực chính trị. Những mối quan hệ thân tín với Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Trương Thị Hiên, Trương Mỹ Hoa và đặc biệt là mối quan hệ với giới tài phiệt Hoa Kiều thông qua người chồng Trung Quốc Chu Lập Cơ đã tạo dựng những nền tảng chính trị lẫn lợi thế tài chính cho Vạn Thịnh Phát. Ở chiều ngược lại, Vạn Thịnh Phát cũng là kho bạc của các bố già này. Tác giả nhận định đợt trấn áp giới doanh nhân của ông Nguyễn Phú Trọng đã gặt hái những thành tựu đáng kể, song với cái gốc vấn đề vẫn còn nguyên. Điều đáng nói là tại sao một bộ công an lớn nhất các quốc gia Đông Nam Á có thể dễ dàng để cho những con voi chui lọt lũ kim trong hàng thập kỷ như vậy? Hình ảnh quan hệ giữa EU từng được cứu vớt nhờ hợp đồng tỷ đô của Trịnh Văn Quyết sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Theo tác giả, các hình thức vi phạm luật pháp mà Trầm B, Sacombank, Trần Bắc Hà BIDV, Nguyễn Đức Kiên ACB, Dương Thị Bạch Diệp, Phạm Thị Diệu Hiên, Hứa Thị Phấn, Ngân hàng Đại Tín đã thực hiện 10 năm sau lại được lặp lại với quy mô lớn hơn hàng ngàn lần, ảnh hưởng rộng khắp toàn xã hội, hủy hoại nền kinh tế. Điều đó cho thấy không có một cơ chế ngăn chặn các hành vi phạm pháp nào được thực hiện, không có một cơ chế thanh kiểm tra hữu hiệu nào tồn tại trong nội bộ cũng như ngoài ngành. Vậy còn những thiệt hại của nhà đầu tư, những người dân thì sao? Tác giả nhắc lại 10 năm trước khi xử lý các đại án như Trần Bắc Hà, BIDV, Nguyễn Đức Kiên, ACB, Hà Văn Thắm, Ocean Bank, Hứa Thị Phấn, Đại Tín Bank, Trần Phương Bình, Đông Á Bank, Trầm B, Sacombank, hàng ngàn tỷ đồng và vô số tài sản được thu hồi, nhưng hàng chục vạn nhà đầu tư bị lừa dối, không hề được bồi thường thiệt hại. Vậy thì đốt lò, việc tham nhũng có lợi cho ai đây? Hình ảnh phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8. Tác giả nhắc lại phát biểu của ông Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 8 tháng 10 năm 2023 rằng khuyến khích phát triển cá nhân là đúng rồi, không cẩn thận, lại thành tư nhân, rồi lúc nào đó sẽ thành tư bản chủ nghĩa cho mà xem. Trên thế giới đã có những nước như thế rồi. Tác giả đặt vấn đề, liệu đây có phải là chỉ dấu cho một cuộc đánh tư sản mới hay không? Những diễn biến vừa qua cho thấy dường như những người cộng sản vẫn đang loay hoay mắc kẹt trong việc tìm kiếm một mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tác giả bình luận, không rõ sau lời phát biểu của ông Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ nghiên cứu mô hình kinh tế nào cho giai đoạn quá độ tiếp theo. Vậy đến bao giờ thì người cộng sản mới thôi loay hoay trong mớ lý luận Mác Lê và các hình mẫu vay mượn, hết Nga, Trung Quốc, rồi Nam Hàn, Singapore, Israel. Nhưng với giọng điệu của ngài Tổng Bí thư, cái hơi hướng của một cuộc đánh tư sản mại bản mới lại ló hiện. Tác giả cảm thán, trong bối cảnh nền kinh tế đang suy thoái và lao dốc như hiện nay, một cuộc khủng hoảng khác về đường lối phát triển không có hồi kết, xem ra sẽ nhanh chóng đưa con thuyền không bến Việt Nam cập bến bờ Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Phải chăng đang có một cuộc đánh tư sản mới? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube
và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo .d.